Vài năm trước, một nhà văn trẻ đã thuê một chiếc cabin ven hồ, nằm sâu bên trong rừng núi, để anh có thể tránh xa những cám dỗ phiền nhiễu, gián đoạn công việc sáng tác cuốn tiểu thuyết mới của mình. Vào tuần đầu tiên, anh ta đã hoàn thành công việc một cách rất ấn tượng và vượt ngoài mong đợi. Mặc dù không tránh khỏi sự buồn chán vì bị cô lập, nhưng anh lại cảm thấy đang bị theo dõi. Một buổi chiều tà chủ nhật, anh ta dường như nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Nhưng rồi chàng trai nhanh chóng loại bỏ nó ra khỏi tâm trí. Có lẽ do mình ở một mình quá lâu nơi hoang dã, nên anh nhạy cảm với tiếng ồn và sự ảo tưởng suy diễn bắt đầu xảy ra. Nhưng sau đó nó lại xảy ra một lần nữa, rồi một lần nữa, rõ ràng đến mức không còn gì để nghi ngờ. Tên anh đã được gọi. Chàng trai rời khỏi bàn làm việc và bước đến cửa sổ để xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Nó đến từ một ngôi nhà cổ to lớn nằm cách cabin của anh không xa, mà anh tưởng rằng nó đã bị bỏ hoang. Một đứa bé đang vẫy tay và gọi rất rõ ràng tên của chàng trai trẻ, khiến anh có cảm giác thực sự lo lắng và bất an. Dù vậy, anh đã vẫy tay lại với cậu bé, nhưng sau đó đứa bé biến mất. Anh ta đứng chôn chân tự hỏi, thế quái nào mà cậu bé lại biết được tên mình? Nhà văn trẻ bắt đầu suy nghĩ về tất cả các khả năng có thể xảy ra. Nếu không để nó ảnh hưởng đến bản thân, nhà văn trẻ bắt đầu quay trở lại công việc. Một vài đêm sau đó, khi đang ngủ, anh lại nghe thấy tiếng gọi tên mình. Một lần, rồi lại một lần nữa. Ban đầu anh nghĩ là tiếng gió thổi qua khe cửa, nhưng rồi đó trở nên rõ ràng hơn và không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa bé kia đã gọi tên anh. Nhà văn trẻ bật dậy và đi đến cửa sổ, thì bỗng nhiên anh giật thót người vì cậu bé đang đứng ngay bên ngoài, không mặc gì ngoài một chiếc quần sóc. Cậu bé mỉm cười với anh ta rồi nói, Peter, dạy em bơi đi. Chàng trai vẫn nghĩ chắc là mình đang nằm mơ. Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Anh trợn mắt lên rồi nói với đứa bé, không, bây giờ là nửa đêm, hãy về nhà đi. Nụ cười ngọt ngào của đứa trẻ biến mất. Nó tức giận quay người lại rồi chạy một mạch về phía ngôi nhà cổ. Chàng trai cáu giận quay lại giường với bao hoài nghi trong đầu. Nhưng việc kỳ lạ cứ quanh quẩn trong tâm trí, làm anh không sao ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhà văn trẻ đi đến ngôi nhà cổ để nói chuyện với bố mẹ của đứa bé. Anh ta gõ cửa và bất ngờ khi người trả lời lại là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà có biết tối hôm qua đứa bé nhà bà đã đi ra ngoài vào lúc nửa đêm không? Nó đến cửa sổ chỗ tôi và yêu cầu tôi dậy bơi đấy. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn anh, khuôn mặt của bà lộ rõ vẻ tức giận, là vẻ mặt đó bỗng chốc trở nên buồn bã, nước mắt lăn chạy xuống thành giọt trên gò má. Đây là một trò đùa tàn nhẫn, bà thốt lên. Đứa bé nhà tôi đã chết đuối ở hồ nước kia cách đây 20 năm rồi. Một cơn ớn lạnh lập tức chạy khắp cơ thể của anh. Nhưng chưa kịp dứt lời, cánh cửa đã bị bà đóng sầm lại, để người đàn ông đó đứng bối rối và sợ hãi. Anh ta trở lại cabin và đêm hôm đó anh lại thức trắng, nằm suy ngẫm xem anh thực sự đã nhìn thấy cậu bé, hay anh đang dần trở nên bất trí khi giam bản thân quá lâu. Chàng trai mất ngủ cả những đêm sau đó. Anh nhận ra mình đã đánh mất mạch văn chương của chính bản thân, không làm việc được nữa. Anh biết mình cần phải nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và tập trung cho cuốn tiểu thuyết sắp tới. Thời tiết đang nóng dần lên, điều anh cần nhất lúc này là đi bơi một chút, thư giãn và loại bỏ điều không hay ra khỏi tâm trí, ném và vùi nó xuống dòng nước. Và ngay lập tức anh ta đã cảm thấy tốt hơn. Anh thả bản thân nổi lênh đênh trôi vô định trên dòng nước, giải tỏa hết những căng thẳng suốt mấy ngày qua. Rồi anh lại thót người khi nghe thấy âm thanh ấy, thứ âm thanh nghẹt thở của cậu bé đang gọi tên mình. Âm thanh đó từ đâu mà có? Nó vang lên lần nữa. Đó cũng là lúc anh hoảng hốt nhận ra âm thanh đến từ bên dưới. Anh lặn xuống bên dưới và nhìn thấy một cậu bé
đang dần dần nổi lên trên và tiến về phía mình. Nụ cười lo lắng trên mặt cậu ta đột nhiên chuyển thành biểu cảm của một con quỷ khi cậu chụp lấy mắt cá chân của anh. Nhà văn trong cảnh khốn quẫn cố gắng dây dụa nổi lên trên mặt nước, nhưng anh ta không thể thoát khỏi nó. Rồi nó chậm rãi kéo anh xuống bóng tối lạnh lẽo, kéo anh xuống với kịch chết. Nhiều tuần sau đó, nhà xuất bản không thể liên lạc được với anh. Cảnh sát đã vào cuộc và họ tìm mọi cách liên hệ với anh, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm ra anh. Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai? Chỉ có những đôi mắt theo dõi từ cabin mới biết, và nó cũng đang theo dõi cả những hành động của bạn.